Có khi nghe xong một bản nhạc hay xem xong một bài thơ, chúng ta không hiểu tác giả muốn nói gì và đối tượng là một nhân vật như thế nào. Chẳng hạn những câu như thế này: vắng nhau một đêm càng xa thêm ngàn trùng. Hoặc là tiếc nhau một đêm rồi mai thêm ngại ngùng. Nhưng nếu ta nối kết những ý tưởng rời rạc thành một chuỗi cảm xúc thì cũng có thể có được một bức tranh, mặc dù rằng vẫn còn mang cái tính lập thể, nhưng biết được là cái đề tài như thế nào. Không biết các bạn thì sao, chứ tôi thấy bài hát sau đây đề cập đến nỗi buồn man mác và tiếc nuối về một cuộc tình không trọn vẹn, nghĩa là hai người chia tay. Bây giờ mời em và các bạn nghe bản nhạc có tựa đề Bài Không Tên Số 8 của nhạc sĩ Vũ Thuận An với hòa âm và karaoke của Kim Quy. Chiều thơm du hồn người bồng bềnh, chiều không im gọi người đợi mong, chiều trông cho mềm mây ướm nắng, nắng đợi chiều nắng say, nắng nhuộm chiều hay hay. Ngày đi qua vài lần buồn phiền, người quen với cuộc tình đào điên, người quen một vòng tay ôm nhớ, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Vắng nhau một đêm càng xa thêm nghìn trùng, tiếc nhau một đêm rồi mãi thêm ngại ngùng, mai sau rồi tiếc những ngày còn âu thơ, lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đắng. Về đâu tâm hồn này bềnh bồng, về đâu thân này mòn mỏi không, về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Em và các bạn đang nghe Bài Không Tên Số 8 của nhạc sĩ Vũ Thanh An, hòa âm và karaoke của Kim Quy. Vắng nhau một đêm càng xa thêm nghìn trùng, tiếc nhau một đêm rồi mãi thêm ngại ngùng, mai sau rồi tiếc những ngày còn âu thơ, lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đắng. Về đâu tâm hồn này bềnh bồng, về đâu thân này mòn mỏi không, về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa
bao giờ bằng hôm nay. Về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay.